Đây, nhà chị Thu đây ạ. Đó. Chị nhà đó. Mọi nhà thì đây như này, còn nhà chị thì bị siêu vẹo đây này. Đó. Siêu vẹo đi, sắp đổ rồi. Sắp đổ đấy rồi này. Nên ra là chị phải sửa nhà. Thì phỏng vấn có một nhà tài trợ đã tài trợ cho chị Thu một số tiền nên là mình xuống để trao tiền cho chị ấy. Xuống nhà chị rất khó. Chào chị. À, chị ở nhà một mình à? Vâng. Dạ. Không gắn. Không gắn đâu. Chị có vừa đi nhận quà không? Có, em vừa nhận được hai. Vừa nhận quà hai trăm, vâng. À. Thế là vừa đi nhận tiền quà trên kia 200.000 gì? Vâng. Thế chị thấy nào, vừa mới phát gạo xong em phát mừng quà. Lắm, có đồng tiền để mua thức ăn chị ạ. À. Không có. Ở nhà Covid chẳng có gì ăn. Hôm trước ấy thì em có xuống phỏng vấn vâng, chị. Vâng. Thì có nhà tài trợ này, người ta có tài trợ cho chị mấy triệu. Vâng. Thì em mang xuống để em làm trao cho chị làm nhà để chị trang trải cuộc sống. Vâng. Có anh Carlos. Vâng. Ramikare. Vâng, cảm ơn. Carlos Ramire, vâng. Anh ấy tài trợ cho chị là 2,4 triệu. Anh ấy tài trợ cho chị là 44 đô 30 xu, thì đổi ra thành tiền Việt Nam là 2,4 triệu. Vâng. Thế 2,4 triệu chị cầm, chị đếm đi, theo có đủ 2,4 triệu. Rồi. 2,4 triệu. Bây giờ chị có lời nào cảm ơn đến anh nhé. Trước tiên là em cảm ơn chị này, cảm ơn chị đã xin giúp em này. Hai nữa là em cảm ơn người tài trợ cho em được mấy cái thùng phi, cho đỡ được đồng nào hai đồng ấy, cái nhan cửa ra nhà tử tế. À, thế chị đỡ mua thùng phi làm gì? Mua sửa nhà nhé, chứ mua sờ gô các thứ, cây cột này. À. Mua những cái này này, à. Chị tính nó gãy hết rồi. À. Cột thì chiêu vẹo. À. Đấy, thế là sửa nhà. À, bảo anh nhà cửa nhà nhá. Chị nhà. Nhắn lại là cô vô cùng cảm ơn. Dạ, vâng. Để cho cô sửa nhà. Dạ, vâng ạ. Thì chị sửa nhà hết nhiều tiền không? Ôi trời, phải 6-7 triệu, nhưng thôi thì đỡ cho em được đồng nào hay đồng ấy. À. Xong là em kiếm thêm vậy chứ. Dạ. Thì cứ sửa này thì 5-6 triệu. Thì đi kiếm ở đâu được? Thì xin dần. À. Thế là bây giờ là có 2,4 triệu rồi đã. Vâng. Đi xin dần sau hả? Vâng. Đi vay để sửa hả? Vâng. Chị sửa cái thùng phi này để cho nhà nó nổi lên. Vâng, cái nổi biết đấy. Làm lại đi này, chị ơi, làm lại hết tiền này. Đây là cột đổ siêu vẹo rồi. À. Đấy. Bây giờ một cơn bão là sập hết. Tôi bảo ông chồng của tôi là hãy mùa mưa bảo ông cái là phải chạy lên bờ ngay. À. Không chả lẽ sập đứng là chết người đấy. À. Mất thì thôi. À. Đấy, chị tính như hoàn cảnh như vậy thì chặt sập đến nơi. Đấy. Sập đến nơi rồi. Khổ lắm, không biết kêu ai được. Tôi chăm chị, chăm sợ thì chị xin giúp cho em để được. Cũng trước tiên là cảm ơn chị, sau là cảm ơn người tài trợ, chị hiểu chưa? Phải có lời nói tiếng nói của chị thì biết được, không ai biết đâu. Dạ. Chị hiểu không? Vâng, thì hôm vừa rồi là em xuống phỏng vấn chị là nhận quà thôi. Vâng. Nhưng có cái anh này, anh ấy thấy hoàn cảnh của chị thì vâng. Anh ấy đồng cảm với chị thì anh ấy hỗ trợ cho chị. Vâng. Vâng. Cảm ơn anh. Về chị bảo về cảm ơn anh ấy nhá. Dạ vâng. Đây, à, chị cảm ơn anh ấy, là anh ấy nhìn thấy rồi đấy. Vâng, em cảm ơn. rồi nếu mà có nhà tài trợ nào mà người ta đồng cảm, người ta có vâng. Tài trợ cho chị nữa thì em sẽ xuống gặp chị nhé. Vâng. Thì dần dần góp gió thành bão. Vâng. Thì sẽ có em tiền để sửa nhà vâng. Nhé. Vâng. Vâng. Em chào chị. Vâng. Em chào tất cả. Vâng. Vâng. Có nhà tài trợ nào thì sẽ gặp chị sau ạ. Vâng. Vâng, em chào chị. Vâng, em chào anh.